Cập bến 20 điều hòa di động một cục 9.000 BTU mọi người nhé. Ok, chào mọi người. Buổi sáng hôm nay bên máy An Gia vừa cập bến 20 điều hòa di động này. Đấy, điều hòa di động một cục mọi người nhé. Đấy, con này thì là hàng mới nguyên hộp. Đấy. Hàng mới nguyên hộp mọi người nhé. Tajusu. Đấy. Con này thì thông số kỹ thuật đây mọi người này. Con này công suất là 9.000 BTU mọi người nhé. Đấy, công suất gió là 230 mét khối trên giờ. Độ ồn là dưới 53 decibel, cực kỳ êm mọi người ạ. Đấy, công suất ga là 134, 80g. Chiều cao là cao 70, ngang 30 và sâu 30. Cân nặng là 21 cân mọi người nhé. Đấy, hàng là nguyên thùng mới tinh mọi người nhé. Hàng cực kỳ tuyển luôn. Dòng này thì chạy cực kỳ êm các bác ạ. Dùng cho phòng khoảng 15m² đổ lại là ok. Đường con này có đường ống dẫn nóng các thứ đầy đủ hết mọi người nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu về dòng điều hòa di động một cục này thì liên hệ bên em, 9.000 BTU liên hệ bên em nhé. Hiện tại thì vừa về được khoảng 20 chiếc, hơn 20 chiếc. Hàng là đã lựa rất là kỹ và máy móc chạy rất là êm mọi người. Bên em đã test trước khi mà có lô hàng này về, chạy cực kỳ ok. Rồi, bác nào có nhu cầu về dòng này liên hệ bên em.